Tòa đại sứ Anh Quốc tham gia cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Thưa quý vị, tin từ Hà Nội, vào ngày hôm qua, Tòa đại sứ Anh Quốc tại Hà Nội đã tham gia cuộc chiến toàn cầu để xóa bỏ chế độ nô lệ đang xảy ra. Khi các quốc gia đánh dấu sự kiện World Day Again Trafficking in Persons, tức vào ngày 30 tây tháng 7, thì đại sứ Anh Quốc tại Việt Nam là ông Carey War đã kêu gọi nhiều quốc gia tăng cường nỗ lực để chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện tại tham gia cùng ông còn có nữ tài tử Việt Nam là Bảo Thanh và cả hai thông báo rằng một loạt các thông điệp sẽ được trưng bày trên xe bus và tại các trạm xe bus quanh Hà Nội vào tháng 8 nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này. Theo một báo cáo của chính phủ Anh Quốc vào năm ngoái, tại Anh Quốc hiện nay có khoảng 13.000 người bị bắt làm nô lệ, trong đó người Việt Nam là nhóm nạn nhân lớn thứ ba. Nhiều người trong số này là những đứa trẻ bị bắt và bị ép buộc làm các hoạt động bất hợp pháp khi đến Anh Quốc. Các hoạt động bất hợp pháp này bao gồm ngành công nghiệp tình dục và sản xuất cần sa quy mô lớn, với nhiều người bị đe dọa rằng nếu họ bỏ trốn, họ sẽ bị giết cùng với gia đình ở quê nhà. Các viên chức ước tính rằng chế độ nô lệ hiện tại là một trong những nghề tội phạm sinh lợi nhất thế giới với lợi nhuận trong khu vực đạt được 182 tỷ mỹ kim mỗi năm trong chuyến thăm gần đây tới Anh Quốc của một phái đoàn cộng sản từ Việt Nam, hai biên bản ghi nhớ đã được ký kết để mở đường cho các quốc gia hợp tác giải quyết vấn đề này.